sao nó lại rớt kỹ ta, sao đang bay mà rớt đúng chúng ta? Bay dạng dây điện quá. Dạ. Có khi nào đụng dây điện không? Không, đâu đụng dây điện đâu. Cái cánh luôn rồi kìa. Bao ngày được vừa này nè. Chép đây tao này, lên chế đi đánh gì lắm. Tắt biên cái nghĩa ơi. Tắt biên đi. Trời ơi tợ. Xui dữ à? Đi sống rồi. Nó mày bay xa xa ra đây, nó gió nó lùa vô hà. Bay xa lắm, bay ngoài đục vườn mà đó, ngoài mấy đó mà. Nè cái lỗ kìa. Cái lỗ nó quằn luôn. Ê, cái đó khiêng lên đi, khiêng lên, khiêng vô lúa luôn đi. Bên đây lên được không? Khiêng vô lúa cái đây rồi ha, chỉnh lại. Khiêng vô lúa đi. Khiêng vô lúa cái đi cho nhờ lỗ đi, nhờ lỗ lúa đi. Còn cái cánh kia kìa, cánh kia kìa. Trời ơi, tợ. Không biết, không hiểu nổi luôn. Ừ, để đỡ đi, để ship lại. Cho nó rớt đứng xuống ta. Cái lỗ quằn nó nè. Từ đó đó, từ mấy đó, đó đi ngang qua đây nè. Đang bay bình thường sao thấy. Nó có trúng cái đọt dừa này không? Không, anh đâu trúng được dừa đâu. Mình coi cái hình đó, coi anh biết không? Không có trúng được dừa. Trời ơi nó gãy cái chân luôn rồi trời. Đây đây đưa con, không cầm cho. Trúng cái gì nó mới gần cái sống này nó hút. Cái này là đang bay giống như kiểu tắt ngang hết ta. Tắt ngang. Coi có bên bên còn không sao kỳ á? Bên bình thường 40%. Còn bên mà. Làm gì? Còn ba vạch lận. Trời ơi trời. Gãy cánh luôn. Mà bây giờ nó có dây điện thì nó cũng đâu. Nó có radar nó cũng không có vô mấy cái vật cản nữa. Em đâu có tắt radar đâu. Bởi vì cái này. Này làm sao? Này đem lên chứ sao? Ừ rồi. Kiểm tra qua đường đó đâu. Thiệt tình trời. Cái này kêu qua hãng vô cái nó nghiên cứu cái nguyên nhân cái làm sao. Cái gì? Nói chung bay rớt là nói vô mình không à, bây giờ bị diễn gì chứ á. Đem lên đi. Vô nước. Một là nó bảo gãy đang bay nó bảo gãy cánh vô mình kiểm tra cánh không kỹ bị nứt cái kiểu đồ hoặc là cái trường hợp khác này nọ đâu gì đó. Má tự nhiên gãy cái này bắt thấy hết ta. Gãy này thay nòng thun ở ngoài nha. Cái đó khó rồi. Khăn dữ trời. Cánh tay luôn hả trời. Gãy dùm lum hết trơn á. Gãy này. Cái này nữa nè. Cái cánh nữa nè, cánh nào cũng gãy vậy. Cái đó còn cặp cánh đó còn nguyên á. Mày ship lại đi. Ship lại luôn hả? Mày ship lại đi chứ. Ship lại. Gãy chân đây rồi sao ship được đó. Ship đi rồi mày cầm cái cánh á. Ừ. Tức mà sao mà nó rớt đứng xuống ta. Nó rớt mình phải rớt đứng đâu ấy ơi. Liếc vô thì sao không thấy tự nhiên không thấy cái đây mà lý do làm sao mày bay không tới đây mà nó gớt vô tới đây là sao nó là đang gớt vô gớt liếc gớt đứng xuống mà gớt đứng rồi phải liếc rồi này cũng như là mắt sóng ngang luôn vậy đó đang bay sao tự nhiên thấy cái máy bay bởi gì đang bay mà đâu phải bị gì đâu mà kỳ vậy lên không tiếp lên chú đem cục pin lên trước đi đây đưa con pin đây đưa pin đây con cầm tiếp cho phiên lên đi tánh ơi cứu gì nghe. Để hồi nước vô motor hơn nữa giờ. Đem lên đi tính. Đóng tiền luôn rồi. Đóng lịch luôn. Dỡ lên cái đi tâm. Bỏ luôn rồi. Khiêng lên đi. Khiêng nhẹ nhẹ lên nha. Cẩn thận chút. Từ từ đi, không sao đâu. Sự cố mà. Đi bằng cứng sửa lại bình thường nha. Ừ. Ôi da, ai bưng anh giùm ơi, rớt cái dép rồi. Buông đi. Bỏ dép đi. Bỏ dép đi tao, bỏ dép lên lụm cho. Bỏ trên bờ lên lụm cho. Thiệt tình tào thì xui dữ tại. Má ba cái lỗ quằn xịt lúa nó còn nằm ở ngoài đó. Ý nói đang bay mà. Đâu có dấu trong này. Thôi khiêng đi anh lấy dép lên cho. Dép lụm cho. Để con lụm luôn cho. Lên đi lụm cho. Chân chưa lật đó. Nhờ cái chân này nè, không có chân này mới nặng nữa nè. Dỡ lên trên coi chừng gãy hư cái ly tâm kìa tánh ơi. Ly tâm đó còn ba đồ gì đó lấy. Con lụm lên rồi nè. Coi còn thiếu gì nữa không nghe. Cái đồ ở đẳng
coi ấy. Trời, còn ba sao dây điện câu thới gì mày, dây điện nó có ra có điện không hay là có giật có vỏ không? Dây điện trên hiện đâu có vỏ đâu má, phải rồi, dây điện có vỏ đỏ không có vỏ, bay gần quá nẹt lửa không? Trên đây nè, trên đây dây điện trên đây không có thơ không có mà, chứ không phải nguyên nhân mà máy bay đâu, bay đừng gặn gặn điện, cái này gặn dây điện nó hút vô nè, nó ngoài kìa, cái lỗ hoàng xịt luôn nằm ở đó đó. Đây cái dừa con qua cái dừa rồi, con bay qua cái dừa con dằn ngang đó đó. Mà bay cao. Vậy là cô thấy nó gớt chứ mà chị. Không có thấy, nghe cái hơi vậy. Ấn rút đẳng ở đâu không có thấy đâu. Ấn ngoài đường lộ tuốt đẳng không có thấy. Dữ mình nghe cái hơi á. Nghe cái hơi như là nó còn nó, bình nó, nữa. Nó cái máy bay nó muốn gớt xuống. Ừ, tặng ấy thì. Bây giờ xe chạy lên đây mình chở lên chứ sao? Không biết sao chở nữa, cái chân không, nó bị gãy nữa. Chân gãy rồi. Sao cứ đứng ra tức thiệt chứ. Để đại lên kiền cho cứng cứng trở về. Ừ. Phải bài chém cái gì gãy. Lấy cái gì mình chim á, đừng cho nó bị nhồi. Cắt cỏ để lên. Mốt á. Để về nhà sửa cái đi, để mày nói. Sửa người đâu ở trạm máy rồi. Thì về đem đi đó. Đem đi bảo hành. Nó nghỉ rồi. Chẳng ai có làm việc. Nghỉ chứ cũng phải đem nhà. Đem nhà cái đi. Bây giờ kiếm đồ ăn gắn cái chân vô mới trở về được. Chân nó gãy mũ hết rồi. Sao sắp xếp rồi. Chân nó hai luôn rồi. Vậy là cô nghe cái hơi nó không bay nữa, nó là gọi đó. Nó rớt xuống mà nằm nó đang bay, tự nhiên em thấy nó đang bay xuống. Bình thường xong tự nhiên em thấy nó cũng đang đứng đó, xong rồi tự nhiên thấy mất tiêu máy bay. Ừ vậy nó rớt. Rồi mới ra nhà nó mới ủa xong tiêu máy bay rồi. Lúc đắng nghe. Đâu mà lộ mà nghe cái hơi chứ đâu có thấy. Đâu có để gì. Bay cũng đâu còn nhiêu thuốc đâu. Ngừng lại xong cái bị chặt cái nó cứ rớt luôn. Không biết, đi tới đây là đúng rồi, sợ nó nhiễu sống á. Đi tới đây là nó đứng lại nè. Chứ không phải tại cái máy bay nó bị gì đâu, sợ dây điện. Sợ nhiễu sống á anh ơi. Vô dây điện nè. Tại vì người ta cấm không cho bay gần mấy cái trụ điện với cục điện. Mốt bay thì xa xa chút. Xa đi. Còn dư thì tính sao? Tính. Ở ngoài cái dừa đó dằn ngang đó thì cũng xa lắm rồi đó. Đây đó cũng cỡ 60 mét rồi đó. Nhiễu sống là nó thua đó. Nó làm như nó tắt ngang á, cái đầu nó rớt xuống nó liếc. Nó liếc ra ngoài, đỡ liếc vô trong rồi. Điện điện ông kia vô ban tiếp cho ông Bình đi, cho gọi đi của bên. Ông kia xa lắm rồi. Để riêng họ xử lý. Chị xe đi. Thảm đồ lên, nó liếc qua bên đây nè. Nó đứt cỏ nè. Đứt qua đây chém cây mít nè. Đứt cỏ rồi chém vô cây mít đó nè. Cái này không có biết. Gãy ba cánh luôn cô ơi. Nghe nè. Họ nói gì mà ăn dập dập hoài trời. Lên chả anh coi cánh trước cánh sau biết tánh ơn. Ồ tờ cái bay mà nó chém nè. Không có biết là mình đang bay nó gãy cánh ngang hay. Hàng lỡ cái đó mình không được chú cánh máy bay đâu hàng được. Mua cái mới. Để đi về nhà đi. Biết chém chỗ này đâu không chú? Chặn chỗ cây mít luôn. Đứt cây mít hả? Muốn khoan nửa cây mít rồi. Để về nhà đi rồi tên. Cái này nó đưa vô trước nè, cái đầu cái nó quay ngang nó chém vô bên đó đó. Giờ để về nhà đi rồi tên. Bệnh mã đó là cấp cứu. Đi chạy hoài. Alo. Nhập viện rồi chứ đâu có mà ngoại chú nữa. Bệnh này là phải đi quá trời ổn. Mấy bà đàn bà phụ nữ này mấy bà biết rồi, mấy bà làm. Má nó chém tạc tạc là chém mấy cái đó lên. Đúng rồi, cái này là con nghĩ là nó rớt xuống nó mới gãy chứ không có gãy cánh tầm bậy đâu, gánh nó cứng ngắc gì xù gãy. Nè nó chém chỗ này là cái mít nè. Phải mà mình chém á là dưới đây đâu có chém, nó chém ở trên rồi. Phải chém được dừa lại chém được dừa chảnh rồi. Có gì? Nó không có chém gì hết trơn á. Không có vô cái dừa. Không có chém cái gì hết trơn á, không có chém được dừa. Rồi giờ chở làm sao nè? Bay khỏi được dừa rồi, giờ lấy cái chân gắn vô được ta. Chân nó gãy sao gắn. Trời khổ nữa. Bây giờ á không có chừng đưa hai con dây thun á, mày cột cái cố cái cánh này trước đi rồi chắc cho nằm ngang lên cánh thì coi như bỏ đi, nó nằm vậy luôn nè, rồi mày cởi dây kiện sơ lại. Được không? Ba nước chú có mốt không, có miếng mốt mà thùng ấy không, để chim bên đó cho nó bằng bên đây được rồi. Có đẳng kìa, đi đẳng đi, cái linh đôi tay bây giờ gắn này vô cái đi anh, lấy đẳng bây giờ làm gì đó làm tính để gắn nghe đi, kiện đẳng này quê gắn cái bụng vô cái đi thiên. Khi nặng đi cái đó là nó rớt xuống nó bị chứ không phải nó bị trên đâu. Phải mà mình bay vô giặt cản là nó chém ở trên rồi. Ừ nó chém ở trên khác. Nhấn xe đây nè. Nó bay bình thường. Mà nói với công ty cũng không được luôn nữa. Bốc cạn. Giờ nói với công ty cũng không được luôn nữa.
Nói chung cái này là mình chịu rồi đó anh ơi. Dạ gì nó bây giờ không biết lỗi máy hay lỗi gì vô nó kiểm tra, nhưng nó kiểm tra nó sửa cho mình đàng hoàng, nhưng mà mình tốn tiền. Nó đưa cái đầu này vô trước nè, bắt đầu cái nó mới quay ngang, nó tán cái văng vỗ cây mít nó mới gãy cái đó đó. Đi đi về nhà tao kêu đi về nhà. Tao đang tìm cách đứng lên này. Ở đây mày nói hoài. Giờ mình gắn mày là mày lật qua bên. Quay lại quay xe ra đi. Quay xe luôn đi nha. Quay xe lại đi. Xe có đậu sẵn sẵn rồi. Máy sạc cái xe kia chú ơi. Ủa? Kỳ sao? Gì? Sao cái này nó lại chém vô cốc mít ta? Đã anh nói rồi, cái này nó đưa vô trước nè. Nó liếc bên đây chứ không lẽ cái máy quay vòng vòng. Mẹ cái này nghiên cứu chuyên gia nghiên cứu chưa nổi nữa. Rồi nãy đó nghiên cứu rồi máy bay nó quay. Cái này đưa vô cốc mít nè, cái chỗ này đưa vô mít nè. Máy bay xoay vòng vòng rồi. Xoay vòng vòng bà nội luôn không có thấy. Nghe trời xoay vòng vòng rồi. Không biết luôn. Nãy rớt cái đầu nằm bên đây mà, cái đít nằm sau lưng mà. Nó chém rồi cái nó quay tò bậy bạ đó chứ đâu có gì. Quay. Cắm chắc lắm, chém gãy cây mít đó là hiểu rồi. Chém cây mít muốn phần nửa cây mít chứ. Cái còn hai luôn rồi. Nó quá lẹ đi, tất nhiên là nó giật á, đưa vô nó giật á. Nó phải ma sát mạnh là nó phải gãy. Diện chỏi đi. Có thứ nào mà chịu nổi chứ. Không có thứ nào chịu nổi hết trơn. Cái chân này là giờ nó rớt xuống nó mới gãy thôi chứ không phải nó rớt xuống trực tiếp đâu. Chân đó không sao, chân đó hai miếng mũ ở trên đó dặn vô lại bình thường. Đây còn ba thuốc á, đi tâm nhiều không? Không biết nữa. Sạc xả không? Mấy ơi. Hết hay gì rồi ông ơi.